song song với việc thêm đầu xe tăng chuyến, thì Sở Giao thông Vận tải cũng đã thông báo cho hoạt động trở lại các tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Theo đó, từ ngày 28 tháng 12, Sở Giao thông Vận tải tổ chức hoạt động trở lại tuyến xe buýt số 7 có hành trình từ ngã ba lộ tẻ, lưu thông trên quốc lộ 91 qua thốt nốt đến đường tỉnh 912, đường Hà Quy Giáp đi thị trấn Cờ Đỏ. Trước đó, sở này cũng đã cho hoạt động trở lại tuyến xe buýt số 4 từ sân bay Cần Thơ đến bến xe khách trung tâm Cần Thơ, kéo dài đến thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.